Các anh chị có biết là hôm nay lý do làm sao mà hát cái bài Hỡi Mẹ Đầy Ơn Phúc không? Lễ sinh nhật Đức Mẹ. Đức Mẹ sinh vào ngày nào? Ai dám bảo đảm Đức Mẹ sinh 8/9? Thấy lịch Công giáo ghi. Ở trong lớp này có ai sinh mùng 8/9 không? Thực sự ra thì các anh chị biết là ngay cả ngày sinh của Chúa Giêsu chúng ta cũng không có chắc, phải không? Ngày 25 tháng 12 hàng năm nó có cái ý nghĩa thần học ở trong đó, đúng hơn là cái chi tiết lịch sử chính xác. Và vì thế ngày mùng 8 tháng 9 đó mà chúng ta mừng lễ sinh nhật Đức Mẹ cũng là một truyền thống lâu đời ở trong giáo hội, chứ không hẳn là một chi tiết lịch sử chính xác. Có thể là ngày xưa người ta cũng chưa quan tâm lắm về vấn đề ngày giờ chăng, và cũng có thể là cách tính, kể cả cách tính năm mà chúng ta có ngày nay. Hình như có một lần tôi có cắt nghĩa cho các anh chị là mình tính là Chúa Giêsu sinh vào năm thứ nhất, nhưng mà trong thực tế tính lại thì bây giờ Chúa Giêsu sinh vào năm thứ sáu đấy. Thành thử ra là ngay năm đó cũng có thể là nó chưa có chính xác, huống gì đến ngày tháng. Và có lẽ ở Việt Nam mình ngày xưa các cụ cũng đâu đã quan tâm gì ngày tháng lắm đâu. Cho nên tôi ở với một cha già thì ngài kể chuyện là có bà bái vào bái xin giấy rửa tội cho con. Mà lúc ngài hỏi vào con bà sinh ngày nào, bà ấy đứng mãi, bà ấy bảo không biết là nó sinh ngày nào. Xong một lúc bà ấy mới nhớ, bảo vâng vâng con nhớ rồi, ngày heo nhà con nó đẻ. Ngày heo đẻ. Mà nhớ được thế thì cũng là tốt rồi. Trong sách Isaiah mà chúng ta cùng nhau tìm hiểu hôm nay sẽ có một phần liên quan đến Đức Mẹ. Nhưng mà trước đó thì chúng ta cùng nhau có một cái nhìn tổng quát về 7 chương đầu của sách Isaiah mà cả lớp đã đọc và chia sẻ cho nhau trong tuần vừa qua. Trước hết ở chương thứ nhất có phần dẫn nhập, rồi sau đó là ngôn sứ Isaiah hạch tội dân Israel là cái dân bội bạc và giả hình. Và trong đó có những câu mà Chúa nói nghe thật là thảm thương. Con bò nó còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ của nó, nhưng Israel thì không biết, dân ta chẳng hiểu gì. Không chừng một lúc nào đó Chúa cũng nói thầm vào tai mình, con bò nó còn biết chủ, con lừa còn biết cái máng cỏ nhà chủ nó, mà con này con chả biết ta là ai. Chúa nói những lời nghe thật là thảm thiết. Rồi sau đó, từ câu 10 cho đến câu 16 đó, là lời sấm của Isaiah về sự thờ phượng đích thực. Và không biết các anh chị còn nhớ không, đây là một bản văn rất quen với người Công giáo, hàng năm được đọc vào dịp nào? Mùa nào? Mùa vọng hả? Mùa chay hả? Mùa nào? Cái bản văn mà nói về sự thờ phượng đích thực này được đọc trong mùa chay. Được đọc trong mùa chay. Ta nghe Isaiah nói đây này: Đức Chúa phán, ngần ấy hy lễ của các ngươi đối với ta nào nghĩa lý gì? Lễ toàn thiêu chiên cừu, mỡ bê mập ta đã ngấy, máu bò máu chiên ta chẳng thèm. Khi các ngươi đến trình diện ta, ai khiến các ngươi phải dẫm lên khuôn viên của ta?
Thế xong rồi á, đến câu ở dưới là câu 16 đó, thì Chúa nói làm sao? Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt ta. Đừng làm điều ác nữa, hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình, sửa phạt người áp bức, xử công minh cho cô nhi, biện hộ cho quả phụ. Rồi có một câu mà mùa chay đặc biệt là các anh chị nhớ này: hãy đến đây ta cùng nhau tranh luận. Tội các ngươi dầu có đỏ như son cũng ra trắng như tuyết, có thấm tựa vải điều cũng hóa trắng như bông. Đây là một bản văn mùa chay nào chúng ta cũng nghe đi nghe lại. Bây giờ mình có dịp học sách Isaiah thì mình biết là bản văn đó nó xuất phát từ ở đâu, trong bối cảnh như thế nào. Rồi sau lời hạch tội đó thì ngôn sứ kêu gọi dân Israel hoán cải, trở về với Chúa. Sang đến chương 2 đó, từ câu 2 đến câu 5 là nói đến tương lai của núi Sion. Và đây cũng là một bản văn rất nổi tiếng, không những đối với người Kitô hữu chúng ta mà đối với toàn thế giới. Tôi nói như thế là bởi vì Liên Hiệp Quốc đã lấy một câu trong cái bản văn này để làm như châm ngôn cho cái năm về hòa bình. Ta để ý chương 2 mà câu 4 đó: người sẽ đứng làm trọng tài giữa các quốc gia và phân xử cho muôn dân tộc. Họ sẽ đúc gươm đao thành quốc thành cày, rèn giáo mát nên liềm nên hái. Cái câu đó rất nổi tiếng, không chỉ với các Kitô hữu mà là cho toàn thế giới. Giờ ta học sách Isaiah, ta biết là nó bắt nguồn từ chỗ nào. Rồi tiếp đó ngôn sứ Isaiah nói đến ngày của Đức Chúa. Còn sang chương 3 thì ngài tiên báo cái cảnh hỗn loạn ở Jerusalem và hình phạt cho các phụ nữ. Không biết là các chị tuần vừa rồi đọc cái phần hình phạt cho phụ nữ này có thấy rúng động không? Rồi áp dụng cho thời hiện đại thì ra làm sao? Vì các con gái Sion kiêu kỳ, chúng vừa đi vừa vênh mặt liếc mắt, chúng bước đi nhún nhảy, khua kiễng đeo chân. Nên Chúa Thượng sẽ làm cho con gái Sion ghẻ chốc đầy đầu, và Đức Chúa sẽ lột trần chúng. Nghe khiếp quá. Ngày đó Chúa Thượng sẽ lấy đi đồ trang sức, kiềng hình mặt trời, hình trăng khuyết, vòng cổ xuyến, khăn trùm, khăn chít, xà tích, thắt lưng, hộp phấn son. Hóa ra ngày xưa người ta đã có phấn son rồi, chứ không phải đến bây giờ mới có. Rồi thay vì hương thơm sẽ là mùi hôi thối, thay vì thắt lưng là sợi dây thừng, thay vì biếng tóc là đầu cạo trọc, thay vì áo đẹp là khố vải thô, thay vì nhan sắc là vết sắt lung. Ngôn sứ Isaiah không có độc thân nhá, có vợ con đàng hoàng đấy nhá. Nhưng mà không biết ở đây làm sao mà ngài lên án phụ nữ Jerusalem quá thể. Nói đúng hơn thì không phải là phụ nữ, nhưng là lối sống của một xã hội buông thả. Và khi ta đọc Thánh Kinh đó, ta cũng cảm nhận rằng những vấn đề mà mình đối diện với ngày hôm nay thực sự ra không phải là những vấn đề mới, mà là những vấn đề đã từng xuất hiện trong lịch sử. Và cũng chính vì thế mà Thánh Kinh luôn luôn mang một cái ý nghĩa sống động, một ý nghĩa hiện sinh cho cuộc sống ngày hôm nay, chứ không phải chỉ trong quá khứ. Rồi sang chương 4 từ câu 2 đến câu 6 đó, thì Isaiah nói đến số sót. Mà tôi nhớ là lần trước tôi có phân tích cho các anh chị rồi, có điều là chưa có gửi bản văn, nhưng mà tuần này tôi đã gửi rồi. Sang đến chương 5 thì chúng ta có một bài ca nổi tiếng mà lát nữa ta sẽ phân tích, đó là bài ca về vườn nho. Rồi sang chương 6 ta có cái trình thuật rất hay về ơn gọi của ngôn sứ Isaiah,
Và sang chương 7 có lời tiên tri về Đấng Emmanuel. Cũng là những bản văn mà tôi đề nghị cả lớp chúng ta sẽ tập trung suy nghĩ trong giờ học này. Thì trước hết là ơn gọi của ngôn sứ Isaiah. Tôi mời cả lớp lấy chương 6 ra để chúng ta cùng đọc. Mình có đọc đó, đã đọc rồi nhưng mà đọc lại thì khi phân tích mình mới thấy những mối liên hệ. Chương 6 ngay từ câu đầu. Đức Chúa kêu gọi ông Isaiah. Năm vua Út-đi-gia-hu băng hà, tôi thấy Chúa thượng ngự trên ngai rất cao, tà áo của người bao phủ đền thờ. Phía bên trên người có các thần Seraphim đứng chầu, mỗi vị có 6 cánh, 2 cánh để che mặt, 2 cánh để che chân và 2 cánh để bay. Các vị ấy đối đáp tung hô: Thánh, thánh, chí thánh, Đức Chúa các đạo binh là Đấng Thánh. Cả mặt đất rạng ngời vinh quang Chúa. Tiếng tung hô đó làm cho các trụ cửa rung chuyển, khắp đền thờ khói tỏa mịt mù. Bấy giờ tôi thốt lên: Khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người môi miệng ô uế. Tôi ở giữa một dân môi miệng ô uế, thế mà mắt tôi đã thấy Đức Vua là Đức Chúa các đạo binh. Một trong các thần Seraphim bay về phía tôi, tay cầm một hòn than hồng, người đã dùng cặp mà gấp từ trên bàn thờ. Người đưa hòn than ấy chạm vào miệng tôi và nói: Đây, cái này đã chạm đến môi ngươi, ngươi đã được tha lỗi và xá tội. Bấy giờ tôi nghe tiếng Chúa thượng phán: Ta sẽ sai ai đây? Ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi thưa: Dạ, con đây, xin sai con đi. Cảm ơn các anh chị. Để chúng ta để ý từ đầu. Năm vua Út-đi-gia-hu băng hà. Cái câu rất là ngắn nhưng nó xác định thời điểm lịch sử, chứ không phải là cái chuyện nói chơi. Và sau đó Isaiah viết một câu vắn tắt: Tôi thấy Chúa thượng ngự trên ngai rất cao. Tôi thấy Chúa. Cái động từ thấy này rất đơn giản, nhưng mà Isaiah dùng ở đây trong bối cảnh của Thánh Kinh Cựu Ước thì mạnh lắm. Là bởi vì chúng ta nhớ khi mà mình đọc sách Xuất Hành đó, các anh chị mà lấy sách Xuất Hành ở chương 33 từ câu 18 cho đến câu 22 đó, thì ta sẽ thấy là sách Xuất Hành mô tả việc ông Mô-xê ở trên núi gặp gỡ Chúa. Và ông Mô-xê thưa với Chúa làm sao? Xin Ngài thương cho con được thấy vinh quang của Ngài. Và Chúa trả lời như thế nào? Ta sẽ cho tất cả vẻ đẹp của ta đi qua trước mặt ngươi, và sẽ xưng danh ta là Đức Chúa trước mặt ngươi. Ta thương ai thì thương, xót ai thì xót. Và sau đó ở cái câu 20 thì chính Chúa nói thế này: Ngươi không thể xem thấy tôn nhan ta, vì con người không thể thấy ta mà vẫn sống. Con người không thể thấy Thiên Chúa mà vẫn sống. Thế là Chúa nói với Mô-xê đó, vị lãnh đạo tinh thần vĩ đại trong lịch sử Cựu Ước. Mà ở đây ngôn sứ Isaiah dám khẳng định là tôi thấy Chúa. Một lời khẳng định rất là mạnh mẽ. Và ta có thể hiểu đây là một thị kiến, một thị kiến mà Thiên Chúa ban cho Isaiah khi Ngài mời gọi ngôn sứ thi hành sứ mạng Ngài sẽ trao phó cho. Một thị kiến.
Và chính cái việc khẳng định là tôi thấy Chúa đó, nó ban lại cho sứ mạng của ngôn sứ Isaiah một uy quyền đặc biệt. Bởi vì chứng tỏ rằng cái sứ mạng mà tôi lãnh nhận đó, không phải là từ con người. Cái sự khôn ngoan mà tôi có, những lời công bố mà tôi nói với anh em đó, không phải là từ con người, mà là từ Thiên Chúa. Và chính vì thế, cái sứ mạng đó nó có một uy quyền hết sức đặc biệt. Và đó là điều mà tất cả chúng ta phải quan tâm. Ở trong này tôi có viết cho các anh chị là thư thứ nhất Corinto ở trong Tân Ước đó. Cái tâm tình của Thánh Phaolô khi mà Ngài đến với dân Corinto, Ngài nói với dân Corinto làm sao? Thưa anh em, khi tôi đến với anh em, tôi đã không dùng lời lẽ hùng hồn hoặc triết lý cao siêu mà loan báo mầu nhiệm của Thiên Chúa. Vì hồi còn ở giữa anh em, tôi đã không muốn biết đến chuyện gì khác ngoài Đức Giêsu Kitô, mà là Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh vào thập giá. Vì thế, khi đến với anh em, tôi thấy mình yếu kém, sợ sệt và run rẩy. Tôi nói, tôi giảng mà chẳng có dùng lời lẽ khôn khéo hấp dẫn, nhưng chỉ dựa vào bằng chứng xác thực của thần khí và quyền năng Thiên Chúa. Có vậy, đức tin của anh em mới không dựa vào lẽ khôn ngoan của người phàm, nhưng dựa vào quyền năng Thiên Chúa. Cái bản văn này, cách riêng đối với các linh mục là hết sức quan trọng cho cái công việc giảng lời Chúa. Nếu mà linh mục giảng lời Chúa chỉ dựa vào sự thông thái và khôn ngoan của riêng mình, thì chắc là cũng hấp dẫn người ta được một thời gian rồi thì cũng hết thôi. Chỉ khi nào mà linh mục lấy sự khôn ngoan từ lời của Thiên Chúa để nói, thì mới có thể có tác động sâu xa trong tâm hồn của người nghe được. Và bởi vì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm giảng lời Chúa hết, cho nên không chỉ liên quan đến các linh mục, mà liên quan đến cả các anh chị. Cái bảng văn của Phaolô ở trong lớp thì tôi đọc thoáng qua như vậy thôi, nhưng tôi đã ghi sẵn ở trong bài cho các anh chị, và có giờ nên đọc lại, suy niệm cái tâm tình của Thánh Phaolô cho chính mình. Rồi một chi tiết nữa mà chúng ta cần phải quan tâm trong trình thuật về ơn gọi của Isaiah, đó là Ngài nghe các thiên thần, các seraphim đó đối đáp tung hô làm sao? Thánh, thánh, chí thánh. Ở trong thánh lễ của mình có một cái phần mình hát thánh, 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 phải không? Trời đất tràn đầy vinh quang Chúa, phải không? Bây giờ chúng ta hiểu là cái câu nó rút từ đâu rồi. Đây này, từ sách Isaiah. Và đây là điều mà Isaiah quan tâm đặc biệt. Thiên Chúa là đấng cực thánh, là đấng tuyệt đối thánh thiện, là đấng ba lần thánh. Ngôn sứ Isaiah nhấn mạnh đặc biệt đến chuyện này. Mà bởi vì Chúa là đấng tuyệt đối thánh thiện như thế, cho nên con người cần phải đặt tất cả niềm tin, sự phó thác, sự cậy trông của mình ở nơi Chúa. Giống như là Isaiah đã nói với là ông vua Akaz, nếu các ngươi không vững tin thì các ngươi sẽ không đứng vững. Chúa Giêsu thì nói với chúng ta là ai bền đỗ đến cùng, người ấy sẽ được cứu thoát. Bền đỗ cái gì? Bền đỗ trong đức tin. Và khi mà người ta cảm nhận được sự thánh thiện của Thiên Chúa đó, thì đồng thời người ta cảm nhận được thân phận tội lỗi của mình. Cho nên các anh chị thấy không? Sau khi Isaiah mô tả là các seraphim tung hô Chúa là đứng ba lần thánh nhé, thì Isaiah thốt lên: khốn thân tôi chết mất, vì tôi là một người
môi miệng ô uế và tôi ở giữa một dân ô uế. Người ta càng cảm nhận sự thánh thiện của Thiên Chúa bao nhiêu thì càng cảm nhận đi thân phận tội lỗi của mình. Ở trong Tân Ước có một bản văn hơi tương tự như thế này. Chịu khó mở Tin Mừng theo Thánh Luca ở chương thứ 5. Tin Mừng Luca ở chương thứ 5 từ câu 1 cho đến câu 10. Thánh Luca kể lại việc Chúa Giêsu đứng ở bờ hồ Genezaret đó. Rồi người ta tuốn đến, người ta nghe lời Chúa. Thế Chúa mới thấy hai cái thuyền đậu ở bờ hồ. Thế Chúa Giêsu mới xuống một chiếc thuyền là của ông Simon. Rồi thì yêu cầu ông ấy đẩy xa bờ một chút, rồi Ngài ngồi trên thuyền mà giảng dạy cho dân chúng. Thế chúng ta đọc từ cái câu 4 trở đi cho đến câu thứ 8. Giảng xong, người bảo ông Simon trèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp, thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sấp mình dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Các anh chị để ý ở cái câu thứ tư đó. Lúc mà Chúa Giêsu nói với Simon hãy chèo thuyền ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá đó, thì câu thứ năm ông Simon đáp là: Thưa Thầy, thưa Thầy. Gọi Chúa Giêsu là Thầy. Nhưng mà đến câu thứ 8 đó, lúc mà đã có được mẻ cá lớn đến nỗi mà thuyền đầy cá và gần chìm đó, thì ông Simon Phêrô sấp mặt dưới chân Chúa Giêsu mà nói là: Lạy Chúa, chứ không phải là thưa Thầy nữa, lạy Chúa. Trước đây chỉ là thưa Thầy, nhìn Đức Giêsu như là một người khôn ngoan thôi. Nhưng mà sau mẻ cá đó thì ông mới khám phá ra rằng đấng mà ông đang đối diện không chỉ là một bậc thầy trong dân mà là Thiên Chúa hằng sống, lạy Chúa, Thiên Chúa chí thánh. Và vì thế ông ấy cảm nhận mình là tội lỗi dường nào. Và ông ấy thưa là: Xin Chúa tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Isaiah cũng cùng một cảm nghiệm như vậy. Khi chúng ta càng cảm nhận sự thánh thiện của Thiên Chúa bao nhiêu thì ta càng cảm nhận tội lỗi của mình sắc nét bấy nhiêu. Ngày hôm nay cái tội lớn nhất của thời đại này không phải là tội này hay tội kia, mà Đức Pio thứ 12 nói cái tội lớn nhất của thời đại này là đánh mất cảm thức về tội lỗi. Không còn cái cảm thức về tội lỗi nữa. Phạm tội tày đình mà thấy bình thường, cho là chuyện bình thường. Và sở dĩ chúng ta không còn cái cảm thức về tội lỗi nữa, bởi vì cảm thức về Thiên Chúa nơi chúng ta đã mờ nhạt. Cảm thức về sự thánh thiện của Thiên Chúa nơi chúng ta nó phai mờ. Và một khi con người ta đánh mất cái cảm thức về tội lỗi thì người ta làm chuyện tội lỗi một cách rất bình thường. Và lúc đó không chừng là sự thánh thiện lại trở thành bất bình thường. Tôi vẫn hay dùng cái ví dụ ở Sài Gòn chúng ta, các ngã tư đường phố ở chỗ nào cũng có đèn đỏ, đèn vàng, đèn xanh cả. Và ai cũng biết là đèn đỏ thì dừng ở cái làn cô trắng. Nhưng mà quan sát thì 100 người thì 95 người là không có dừng, phải đi qua cái làn cô trắng đó. Mà trong đó có cả các cha, cả các sơ, cả công an.
Tôi đã quan sát nhiều lần lắm. Và khi hầu như mọi người đều vượt qua cái làn vôi trắng đó, thì nó trở thành bình thường. Và lúc bây giờ mà ai ngừng ở cái làn vôi trắng khi đèn đỏ, thì người đó hơi man man. Đấy, cái ảnh hưởng của đời sống xã hội nó là như vậy. Về đời sống luân lý cũng như thế thôi à. Khi mà những cái chuyện tội lỗi mà nó trở thành quen thuộc, coi như là bình thường. Sống đạo đức thánh thiện thì lại trở thành bất bình thường. Đánh mất cái cảm thức về tội lỗi. Cái câu nói của Đức Pio thứ 12 đáng cho chúng ta nhớ. Rồi cũng ở trong cái trình thuật về ơn gọi của Isaiah này, các anh chị để ý xem cái sự đáp trả của Isaiah nhiệt thành như thế nào. Khi mà ngài có thị kiến thấy Chúa như vậy, chứng kiến sự uy nghi thánh thiện của Chúa như vậy, rồi được Chúa thanh tẩy. Dĩ nhiên là mình phải hiểu theo nghĩa bóng thôi, chứ còn nếu mà lấy than mà dí vào môi ấy, thì cháy đi chứ còn thanh với tẩy gì. Nhưng mà than hồng này là được gấp từ bàn thờ. Cái sự thánh thiện của Thiên Chúa thanh tẩy tội lỗi của chúng ta. Và sau đó thì Isaiah nghe tiếng phán là ta sẽ sai ai đi và ai sẽ đi thay cho chúng ta. Và ngài đáp lời ngay, lạy Chúa, này con đây, xin Chúa sai con. Ở đây nó có hai chiều. Cái câu mà Thiên Chúa nói là ai sẽ đi thay cho chúng ta. Như vậy những người mà được Chúa sai đi đó là làm cái công việc của chính Chúa. Phải không? Đi thay cho Chúa mà. Làm cái công việc của chính Chúa. Và cái chiều thứ hai là sự đáp trả của con người. Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa sai con. Chúa sai đi đâu cũng được, Chúa sai làm việc gì cũng được, con sẵn sàng. Đấy là thái độ của người tông đồ. Cho nên có cái từ ngữ ở trong nhà đạo mà ở ngoài đời người ta nghe thấy nó có vẻ hơi nhà quê. Chẳng hạn bây giờ Đức Giám Mục mà sai một linh mục đi nhận nhiệm sở mới thì gọi là bài sai. Thấy không? Bài sai. Mấy ông cha ông cứ hay nói đùa là từ ngày làm linh mục đến giờ nhận được ba cái bài đều sai cả, không có bài nào đúng. Cái từ bài sai đó nghe có vẻ văn hóa nhà đạo, nó diễn tả cái điều rất là hay. Ông linh mục đến cái chỗ đó không phải là do mình tự chọn, mà là Chúa qua hội thánh sai mình tới. Thế thôi. Lạy Chúa, này con đây, xin Chúa sai con. Cái sự đáp trả của Isaiah hết sức là nhiệt tình. Và chúng ta phải học với ngôn sứ Isaiah cái điều đó. Thank you.
Đấy là tâm tình của Isaiah và cũng là tâm tình mà Chúa đợi chờ nơi chúng ta đó. Thế bây giờ ta sang một điểm lớn kế tiếp trong chương thứ 7 của sách Isaiah. Đó là lời tiên tri về Đấng Emmanuel. Tôi mời cả lớp đọc cái đoạn này và thử nhớ xem là mỗi một năm trong các mùa phụng vụ thì bản văn này được đọc vào mùa nào nhé. Chúng ta đọc từ câu 11 cho đến câu 17, chương 7. Ngươi cứ xin Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi ban cho ngươi một dấu dưới đáy âm phủ hoặc trên chốn cao xanh. Vua A-khát trả lời: Tôi sẽ không xin, tôi không dám thử thách Đức Chúa. Ông Isaiah bèn nói: Nghe đây, hỡi nhà David, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa. Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu. Này đây, người thiếu nữ mang thai, sinh hạ con trai và đặt tên là Emmanuel. Con trẻ sẽ ăn sữa chua và mật ong cho tới khi biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt. Vì trước khi con trẻ biết bỏ cái xấu mà chọn cái tốt, thì đất đai của hai vua mà ngài khiếp sợ đã bị bỏ hoang. Đức Chúa sẽ đem lại cho ngài, cho dân ngài, cho thân phụ ngài những ngày như chưa từng có kể từ khi Ephraim tách khỏi Juda, vua nước Assyria. Ở cái câu 14 đó, này đây, người thiếu nữ mang thai. Bản văn dịch là người thiếu nữ. Dịch như thế này có đúng không? Dịch như thế này là sát bản văn cựu ước trong tiếng Hebrew, bởi vì người ta dùng cái từ Alma, có nghĩa là một người con gái đến tuổi lấy chồng. Không nhất thiết là nói một trinh nữ. Cho nên dịch thiếu nữ là đúng rồi. Thế nhưng bây giờ các anh chị lấy tin mừng Matthew cho tôi coi. Ngay chương thứ nhất. Chương thứ nhất câu 22. Đúng hơn là bắt đầu từ câu 18 về cái việc mà truyền tin cho Thánh Giuse đó. Thì Thánh Matthew kể là bà Maria đã thành hôn với ông Giuse, nhưng mà trước khi hai ông bà chung sống với nhau thì bà đã có thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần ấy. Rồi thì ông Giuse, chồng bà là người công chính, không có muốn tố giác cho nên mới định tâm lìa bỏ cách kín đáo
Nhưng mà đang toan tính như vậy thì thiên thần Chúa mới hiện đến trong giấc mơ và dạy bảo. Thế rồi, đến câu 22, mời cả lớp đọc nè. Tất cả sự việc này đã xảy ra là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai. Người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Có đúng cái câu ở trong sách Isaiah không? Đúng. Thánh Matthew mai mốt mà chúng ta học tin mừng Matthew đó, thì ta sẽ thấy Thánh Matthew viết sách tin mừng cho những Kitô hữu gốc Do Thái. Và vì thế Ngài thường xuyên vận dụng Thánh Kinh Cựu Ước, tức là những văn bản rất quen thuộc với người Do Thái, để chứng minh cho họ rằng Chúa Giê-xu là đấng cứu thế mà Cựu Ước đã loan báo. Cho nên ở đây này, để ứng nghiệm lời ngôn sứ, chỉ có điều thay vì thiếu nữ thì là trinh nữ. Tại sao vậy? Là bởi vì khi bản Thánh Kinh Cựu Ước viết bằng tiếng Hebrew được dịch sang tiếng Hy Lạp, thì bản văn Hy Lạp đã dùng từ parthenos, có nghĩa là trinh nữ. Và Thánh Matthew đã sử dụng cái bản văn này. Và đó cũng là lý do mà trong truyền thống Kitô giáo của chúng ta đó, thì cái lời của ngôn sứ Isaiah trước đó 700 năm đã trở thành lời tiên tri, lời báo trước về việc mẹ Maria là một trinh nữ, thụ thai và hạ sinh Chúa Giê-xu là con Thiên Chúa, là người. Thế cho nên á, mình có học cái này rồi mới để ý, mới thấy mỗi một năm vào mùa vọng, và là Chúa Nhật thứ tư mùa vọng, năm A tức là năm chính nhất á, thì các anh chị đi lễ sẽ đọc hai bài. Bài thứ nhất chính là cái bài sách Isaiah mà chúng ta đã đọc, mới đọc xong. Và bài thứ hai, bài tin mừng, chính là tin mừng theo Thánh Matthew mà chúng ta vừa mới đọc. Vào Chủ nhật thứ tư của mùa vọng, tức là sát lễ Giáng sinh rồi, Hội Thánh chọn ngay hai bài Thánh Kinh này về lời tiên báo của Isaiah là thiếu nữ sẽ thụ thai, sinh một con trai, đặt tên là Emmanuel. Và bài tin mừng đó là Thánh Matthew kể về việc sự tích mà Thánh Giuse đó đón nhận Đức Mẹ về nhà. Gần đến lễ Giáng sinh là Hội Thánh cho ta nghe hai bài này. Và chọn hai bài để cho thấy là có một cái sự hòa hợp với nhau. Thỉnh thoảng tôi nhắc đến cái cử hành phụng vụ để các anh chị thấy được những cử hành phụng vụ của mình có nền tảng trên Thánh Kinh, trên lời Chúa như thế nào. Nhiều khi mình đi lễ thì mình cứ nghe năm này qua năm khác, nhưng mà mình không có cái dịp để mà có một cái nhìn hệ thống, cho nên nó hơi khó. Còn khi có dịp học như thế này đó, thì tự nhiên là mình thấy à, bản văn này nó từ đâu, mà nó kết hợp với lại bản văn tin mừng ở chỗ nào, thấy rõ hơn. Chứ các linh mục mà giảng lễ Chủ nhật, các ngài cũng đâu có thời giờ để mà phân tích về mặt chú giải. Và hơn nữa, cái bài giảng lễ Chủ nhật không nhắm mục đích là chú giải Thánh Kinh, mà nhắm mục đích là để đưa lời Chúa vào trong đời sống cụ thể của con người. Đấy, chúng ta để ý nhé, lời tiên tri về đấng Emmanuel. Thế về mặt ý nghĩa đó, ý nghĩa cụ thể trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, các anh chị đã đọc thì thấy đó là bối cảnh mà dân Israel từ vua cho đến dân lúc bấy giờ đang chao đảo, đang âu lo, đang sợ hãi,
Thế thì ngôn sứ Isaiah cho người ta một cái dấu chỉ này. Một hài nhi được sinh hạ. Đó là một dấu chỉ chan chứa hy vọng giữa lúc âu lo. Một dấu chỉ của sự sống giữa lúc mà cái chết đe dọa. Và trong bối cảnh lịch sử hiểu được điều đó, thì trong bối cảnh lịch sử cứu độ, cái dấu chỉ này mà được áp dụng cho Chúa Giêsu Kitô thì cũng là một dấu chỉ của hy vọng, một dấu chỉ của sự sống. Ý nghĩa, nội dung chính là nằm ở đó. Thế bây giờ cuối cùng hôm nay tôi muốn nói đến cái bài ca Vườn Nho ở chương 5. Mời các anh chị lấy chương 5 sách Isaiah. Trong năm phụng vụ chúng ta cũng có dịp nghe đến cái bài ca về vườn nho này. Từ câu 1 cho đến câu 7. Ngôn sứ Isaiah viết thế này: Tôi xin hát tặng bạn thân tôi bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình. Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi màu mỡ. Anh ra tay cuốc đất nhạt đá, giống nho quý đem trồng. Giữa vườn anh xây một vọng gác, rồi khoét bồn đạp nho. Anh những mong nó sinh trái tốt, nó lại sinh nho dại. Vậy bây giờ dân Jerusalem và người Juda hỡi, xin phân xử đôi đảng giữa tôi với vườn nho. Có gì làm hơn được cho vườn nho của tôi mà tôi đã chẳng làm? Tôi những mong trái tốt, sao nó sinh nho dại? Vậy bây giờ tôi cho các người biết tôi đối xử thế nào với vườn nho của tôi. Hàng dậu thì chặt phá cho vườn bị tan hoang, bờ tường thì đập đổ cho vườn bị dày xéo. Tôi sẽ biến thửa vườn thành mảnh đất hoang vu, không tỉa cành nhổ cỏ, gai gốc mọc tùm. Sẽ truyền lệnh cho mây đừng đổ mưa tưới xuống. Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Cây nho Chúa mến yêu quý chuộng, ấy chính là người xứ Giu-đa. Người những mong họ sống công bình mà chỉ thấy toàn đổ máu. Đợi chờ họ làm điều chính trực mà chỉ nghe bằng tiếng khóc thảm. Khi chúng ta đọc Thánh Kinh thì hình ảnh vườn nho là một hình ảnh rất quen thuộc. Đối với người Công giáo thì lại càng quen thuộc hơn nữa, là bởi vì mỗi khi mình dâng lễ thì có bánh và rượu, mà rượu đó thì là rượu nho chứ đâu phải rượu đế. Cũng đã có người đặt vấn đề và rượu nho là một thức uống quen thuộc ở bên quê hương Chúa Giêsu và thời bấy giờ, nhưng mà bên Việt Nam thì không quen. Việt Nam thì quen thứ khác. Thế thì tại sao ta không lấy cái quen đấy để mà ta dâng lễ cho nó gần gũi? Thế nhưng mà hội thánh thì rất là rõ ràng. Cho đến bây giờ Việt Nam của mình vẫn phải nhập rượu nho từ nước ngoài về. Ngay cả rượu nho ở Việt Nam mình sản xuất là hình như chưa được nhìn nhận là nó đúng mức. Cho nên tỏ mục nhập về được phân phối cho các linh mục để dâng thánh lễ. Đối với người Công giáo thì rất là quen. Và ngoài ra, ở trong các sách Tin Mừng, các anh chị không nhớ rõ đoạn nào câu nào, nhưng mà tôi chắc chắn là các anh chị nhớ có cái dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể về những người thợ đi làm vườn nho, có đúng không? Có người thì làm từ sáng sớm, mà có người thì mãi đến chiều tà rồi thì mới bắt đầu làm. Nhưng mà cuối ngày thì lãnh lương giống y như nhau. Đấy là một câu chuyện có liên quan với vườn nho. Một câu chuyện nữa Chúa Giêsu kể là những anh tá điền mà giết hại ngay cả con ông chủ vườn nho.
Chúng ta không nhớ rõ đoạn nào câu nào, nhưng mà ai cũng nhớ những dụ ngôn liên quan đến vườn nho. Cho nên đây là một hình ảnh rất quen thuộc. Nhưng mà hàm chứa trong hình ảnh này nó có nhiều tầng lớp ý nghĩa. Cái tầng ý nghĩa đầu tiên ai cũng thấy hết, đó là về mặt canh nông thôi. Đọc cái là thấy liền, chả phải giải thích gì cả. Những từ ngữ mà tác giả vận dụng trong bài ca này như là cuốc đất này, nhặt đá này, xây vọng cáp này, khoét bồn đạp nho này, rồi thì nho dại này. Tất cả những cái từ ngữ đó là rõ ràng là từ ngữ liên quan đến việc canh nông, việc đồng áng. Không có gì phải giải thích cả. Thế nhưng mà nếu chỉ là cái chuyện kể về canh tác đất đai đó, thì làm gì mà phải kêu cả dân Jerusalem và người Juda để phân xử chuyện đôi đảng giữa tôi với vườn nho? Nếu chỉ có mỗi cái chuyện canh tác đất đai thì làm gì mà phải đem ra tòa xử? Mà đất đai nó có tiếng nói đâu mà xử. Cho nên nó có một tầng ý nghĩa thứ hai. Cái tầng ý nghĩa đó rất quen thuộc với các ngôn sứ. Tức là tác giả mượn hình ảnh vườn nho và người làm vườn nho để nói về cuộc tình giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Giữa Thiên Chúa và dân của Ngài. Thế cho nên Isaiah mới kết thúc là vườn nho của Đức Chúa các đạo binh chính là nhà Israel đó. Và khi ta vươn đến cái tầng ý nghĩa thứ hai này thì lập tức những chi tiết ở bên trong dụ ngôn nó sẽ mang một ý nghĩa khác. Ví dụ nho dại ở đây không còn phải là những trái nho dại, mà là những hoa quả tầm bậy tầm bạ trong đời sống của dân Chúa, cũng như những chi tiết khác. Rồi các nhà chú giải còn nói đến một tầng nghĩa thứ ba nữa. Đó là trong bối cảnh thời bấy giờ, vườn nho nó tượng trưng cho sự giàu có và sung túc. Thế nhưng sự giàu có và sung túc không nhất thiết là nó dẫn đến sự công bằng xã hội và tình huynh đệ trong đời sống xã hội. Không nhất thiết. Ngày hôm nay chúng ta bước vào kinh tế thị trường và toàn cầu hóa đó, các anh chị thấy rất rõ. Ai cũng bảo là toàn cầu hóa thì sẽ làm cho đất nước phát triển về mặt kinh tế. Mà quả thật là mình quan sát, mình thấy phát triển rất nhanh. Nhưng chưa bao giờ ở Việt Nam mà sự cách biệt giữa người giàu và người nghèo lớn như ngày hôm nay. Chưa bao giờ. Ngày xưa thì nghèo nhưng mà nghèo hết với nhau. Còn bây giờ là cực giàu và cực nghèo. Ngày xưa nghe nói đến Việt Kiều nghĩ là giàu sang, bây giờ Việt Kiều thua sang. Ê, cho nên là vườn nho đấy nó tượng trưng cho sự giàu có sung túc. Nhưng mà không nhất thiết sự giàu có sung túc mang lại hạnh phúc cho con người, mang lại sự bình đẳng ở trong xã hội. Nó có nhiều tầng lớp ý nghĩa qua hình ảnh của vườn nho. Còn về phía chúng ta đó, tôi chỉ nhắc một chút về tin mừng theo Thánh Marco đó. Ví dụ ngôn về những tá điền làm vườn nho mà lại là những tá điền sát nhân. Thì nếu mà các anh chị mở Marco ở chương thứ 12 đó, tôi có thể chỉ cho thấy một vài chi tiết thế này. Ở chương 12 mà ngay từ câu thứ nhất trở đi cho đến câu 11. Thế thì Chúa Giêsu bắt đầu dùng dụ ngôn mà nói với họ. Và Thánh Marco nói thế này này. Chúa Giêsu bắt đầu dụ ngôn bằng cách nào? Có người kia trồng được một vườn nho, ông rào rậu chung quanh, đào bồn đạp nho và xây một tháp canh. Anh chị có thấy cái câu này nó y chang ở trong sách của Isaiah không? Đấy, không sai chút nào.
giống ý như là trong sách Isaiah vậy. Nhưng mà phần dưới đó thì sẽ khác. Chúa Giêsu nói đến cái chuyện là cho tá điền canh tác rồi chảy đi xa, rồi thì đến mùa rồi mới sai đầy tớ đến để lấy cái phần hoa lợi. Nhưng mà đầy tớ này thì bị đánh đập, đầy tớ kia thì bị giết chết. Rồi cuối cùng thì ông chủ sai đích thân con của ông chủ tới. Mà nó thấy con của ông chủ thì nó bảo đứa thừa tự đấy rồi, nào ta giết quách nó đi và gia tài sẽ về tay chúng ta. Thì mỗi khi đọc dụ ngôn này thì chúng ta hiểu ý làm sao? Tôi chắc là các anh chị sẽ hiểu ngay cái ý nghĩa trong lịch sử cứu độ. Thiên Chúa đã sai các tiên tri, các ngôn sứ đến cảnh cáo dân, nhưng mà người ta không nghe. Cuối cùng Thiên Chúa sai chính con một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô đến, cứ hy vọng là người ta nghe. Ai dè nó hè nhau, đứa vừa tự đây rồi, nó đem lên trên đồi cần về nó giết luôn. Nhưng mà Chúa Giêsu nhắc lại cái câu mà khi chúng ta học về sự tích Giuse chúng ta đã nói rồi: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường, đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Đó là cái ý nghĩa chính ở trong lịch sử cứu độ. Nhưng mà riêng tôi thì tôi muốn gợi thêm ý nghĩa này để các anh chị cùng suy niệm này. Mình hãy tưởng tượng cái cuộc đời của mình chính là vườn nho của Chúa. Chính cuộc đời của mình là vườn nho của Chúa. Chúa là chủ vườn nho, tức là chủ cuộc đời chúng ta. Và Chúa trao cái sự sống và cuộc đời này cho chúng ta như là những người quản lý, như là những tá điền. Làm sao để cuộc đời của mình sinh hoa trái tốt tươi, sinh hoa lợi cho nước trời. Mà trong thực tế đó, là rất nhiều khi các anh chị và tôi, mình tước quyền làm chủ của Thiên Chúa. Mình không chấp nhận cái vị trí của mình là tá điền, là người quản lý. Mà mình coi như cuộc đời này là của tôi muốn làm gì tôi xài thế nào theo ý tôi là tôi xài. Tội lỗi căn bản nó nằm ở chỗ đấy. Và chính vì thế mà cuộc đời của mình thay vì sinh hoa trái tốt tươi, sinh tinh là nho dại là vậy. Cho nên khi đọc cái dụ ngôn này mà trong bài ấy, tôi đặt cái câu hỏi là: thế thì bạn là ai ở trong dụ ngôn này? Mình có khám phá ra nơi những tá điền gọi là sát nhân đó, hình ảnh của chính mình lúc này lúc khác trong cuộc đời không? Mình có khám phá ra nơi cái vườn nho đó, hình ảnh của chính cuộc đời mình lúc này lúc khác không? Khi mà ta đọc Thánh Kinh, ta có sự đối diện với Chúa, ta có cuộc đối thoại như thế đó, thì lời Thánh Kinh sẽ trở thành sống động hơn cho chúng ta. Và nếu không thì chỉ là chuyện ở bên ngoài. Cho nên bên ngoài cái tầng ý nghĩa về lịch sử cứu độ đó, nó có một tầng ý nghĩa cho đời sống thiêng liêng của mỗi một người chúng ta nhé. Thế hôm nay ta kết thúc bằng cái hình ảnh của bài ca Vườn Nho đó. Rồi tuần tới thì xin các anh chị đọc sách Isaiah từ chương 8 cho đến chương 12.